Chào cả nhà nha, hôm nay được mua được ít cá kèo với hai cá thò lòi bự với ít tôm. Tôm còn sống nhảy xoay xoáy luôn á. Tôm này cái chút xíu nữa đem cá này nè, đem kho khô, hai cá này với cá kèo làm rồi đem ướp đem kho khô. Còn tôm này thì mình lột ra mình đem nấu canh. Nấu canh cải xanh với ngọt. Cái bà xanh cây ngọt đây, cái bà xanh cây ngọt ngon lắm, cải ngọt. Rồi mình nướng cà, bữa nay mua được mấy cái cà ngon, cà cái là mỡ hành. Bữa nay ăn cá kho khô với canh cải cà đem đi nướng mỡ hành. Nhà này thích ăn cà nướng mỡ hành lắm. Nhà hàng đốt lửa. Dưới quê dễ, cứ đi ra ngoài chút à, là kiếm một có củi cứ đem về mình đốt chút xíu là có than, than là mình nướng cà được rồi. Cà nướng chín chút xíu mới chín, nướng thì cực nhưng ăn thì ngon, cà nướng thì ngon, chỉ cái nướng là ngon thôi, cái xào cũng ngon, chín nó đã mềm này. Xíu ngay nào để mỡ hành lên là ngon. Xong bưng tép với cải lên nấu. Mẹ lột tép. Chút nữa là nấu canh cải với mẹ chén tôm nè. Con này thì cá. Mẹ mình cho miếng bột ngọt, miếng nước mắm, miếng đường rồi. Giờ mình trộn lên để cho thấm với tỏi nha. Để cho thấm chút mình mới kho. Đang nấu canh. Vừa nấu canh mà vừa kho luôn. Cho dầu vô. Kho cá để tỏi. Còn này để hành. Nãy ướp miếng nước mắm. Nước mắm đường bột ngọt. Đây không có ướp đường. Miếng nước mắm bột ngọt. Tiêu. Nãy ướp hết miếng nước mắm bột ngọt với tiêu chứ không có ướp đường. Tại mình nấu canh không xài đường. Rồi cho sôi lên, mình đổ nước vô. Xong rồi đổ nước vô. Còn này mình cho cá. Mình thích ăn món nào? Này mày kho khô. Canh này kho khô nè, cái này. Rồi, đổ nước vô, nấu canh. Canh tép. Nướng cà tím. Chút xíu nữa cái là mình đâm nước tương nha. Rồi cho nước vô. Chừng tô canh thôi, không ăn nhiều. Tô canh thôi.
kho, ăn cá kho tiêu. Xong rồi đổ nước ướp vô. Ta xong đổ nước ướp, ta nãy mình ướp vô. Kho tiêu hằng không có để, không có để nước, tại vì mình kho đổ nước màu được rồi, không có để nước. Rồi. Vớt bỏ. Bỏ cái mình nêm nếm lại coi thiếu gì. Tại nãy nêm nêm trong cái chén cơm mà nãy thôi chứ ngoài chưa có nêm. Để một xíu nữa cái mình nêm lại, mình dốc bỏ xong mình nêm lại. Nấu canh mà bằng cơm á là cái nước nó đẹp lắm. Tôi gạch tôm nó ra. Nãy mình lột cho một tén chén tôm luôn. Cho thêm miếng nước mắm nữa. Cho thêm miếng nước mắm. Mình nhờ hàng giờ bé Bình nó quay, bởi hình ra nó quay hồi nãy quay hết được rõ. Giờ bỏ rau vô. Bỏ cải bỏ cộng trước. Bỏ cộng trước rồi mới bỏ lá vô sau. Tại cái cọng nó lâu chín hơn. Cơm nhiều lắm nha. Hồi nãy đâu chắc đợi nữa ký tôm mà lột hết luôn. Vậy nấu canh nhà vậy nó mới ngon. Mình cho lá vô luôn. Cho lá vô rồi mình cho hành vô nữa là xong. Tôm lột canh rồi. Cải ngọt với cải xanh. Nóng quá, ăn cải này cho mát. Tôm nhiều lắm, ngon lắm ạ. Cái lột canh này. Ngon quá. Rồi bắt bếp cho hành vô. Đây sắp cạn rồi đây. Xíu nữa giờ cho lửa nhỏ lại. Con cá này là khó kho lắm nha cả nhà. Cái con cá bóng này nè, mình phải làm nhẹ nhẹ nha, từ từ mình để lửa riu từ từ cho nó thấm từ từ. Chứ mà mình cứ bơi cứ mình đút đũa vô mà mình cứ lật tới lật lui là nó sẽ bị nát hết á. Nó sẽ bị nát cá. Mình làm cá này là không có cứ đổ nước mắm vô vậy đó, với đường một ngọt ướp vô rồi kho vậy đó, không đụng gì tới nhiều. Cá kho khô ăn với canh cải, nấu với tôm, với tép, cà tím nướng để mớ hành, ăn với nước tương. Rồi giờ dọn cơm ăn thôi. Cắt cái đầu cà ra không dễ dễ mâm mâm con bỏ giữa xuống đi, cầm cái đầu cà rồi đi ra cắt. Hôm nay mẹ làm món gì cho ăn nè? Cá kèo, cá khô, canh cải nấu tôm. Canh cải nấu tôm nha. Gà nướng chấm mỡ hạt. Ngon.
Bằng ăn được hai món. Món cài với canh cải. Ăn 2 phút ăn. Năng nghỉ học hả? Ngon quá. Ngon hả? Nghe đúng rồi, ngon rồi. Nó tưởng đâu chiều á mình đi ra chọi đi ra theo chơi mà bữa nay đi chọi ở ngoại rồi năm năm đi chọi ngoại ba lúc ăn gì ăn món gì ăn ớt không, ngồi chỗ đây ba lúc mâm nha ngồi ghế không thấy không đi theo luôn hả Trần Phúc Trần Phúc đi theo luôn à có lộn tên hoài hả nhớ tên coi mà nguyên mâm mâm chứ quậy vậy quá con ăn rồi bà đốt ngồi về sao ba ăn thích ngồi vậy Nguyên ngồi về sao ba ăn chào ơi con chào ơi chào chào cả nhà ngồi về sao ba ăn đi chào ăn cơm mà nhảy cái dựng vậy đó con đi. Nè con qua đây này làm gì mà là vậy giống buồn quá vậy. Nè ngồi bên ghế này cho ba ăn miếng cơm nha. Ngồi đây cho ba ăn. Đây đứng lại. Đó. Ngồi xuống. Chào đây con ngồi con chào nè. Chào. Đúng rồi, giỏi quá. Về sao ba ăn được. Ba dẫn con dẫn té sao? Từ. Rồi vậy hết ăn cơm luôn, ba hết ăn cơm chứ Nguyên luôn à. Đó, ngồi xuống đi con. Xuống nha. Nguyên quậy quá Nguyên ơi. Ngồi xuống đi con. Dạ, chào. Chào nữa. Chào. Ăn miếng ăn bơ làm cái chuyện. Nghe không? Đi. Bình hồi đi không Bình? Trời ơi ngoại đi hả? Hồi mẹ với con chưa đi. Ừ, hồi mẹ với con với cha đi ha. Quậy quá. Đi để lạnh trung Nguyên. Quậy quá hả? Ngon không ăn dứa à? Ngon. Ngon hả? Rồi ăn đâu ăn càng nướng. Đi bụi quá mà, đi cho mì 10, ghé 10 ngày luôn. Cười. Hôm nay là mẹ thấy là Bằng là giỏi nè, Bằng là ăn được 2 chén cơm luôn đó. Cái Nguyên quậy quá với Nguyên ơi. Rồi, ăn chào cả nhà.